Sáng ngày 28 tháng 10, Thường trực Hội đồng Nhân dân quận họp thông qua kế hoạch kỳ họp thứ 7, Hội đồng Nhân dân quận khóa 5, nhiệm kỳ 2021-2026. Tới dự có đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, đồng chí Nguyễn Thị Thuyên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận, chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, lãnh đạo các phòng, đơn vị liên quan. Kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân quận khóa 5 dự kiến sẽ được tổ chức trong 2 ngày 21 và 22 tháng 12 tới. Kỳ họp tập trung xem xét kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh năm 2022, quyết định các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh quận năm 2023 và chủ đề năm 2023, dự toán và phân bổ dự toán ngân sách quận năm 2023, kế hoạch đầu tư công năm 2023, xem xét báo cáo công tác năm về kinh tế xã hội quốc phòng an ninh, kết quả thực hiện chủ đề năm, đẩy mạnh chỉnh trang đô thị và thu hút đầu tư, thực hiện chuyển đổi số của Ủy ban Nhân dân quận, báo cáo công tác năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân quận, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự, Công an quận, thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023, xem xét báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và thực hiện một số nội dung khác theo luật định. Để chuẩn bị cho kỳ họp từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 30 tháng 11, Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân quận tiến hành các hoạt động giám sát, khảo sát thực tế. Trong 2 ngày 29 tháng 11 và 30 tháng 11, các đại biểu Hội đồng Nhân dân quận tiếp xúc tổng hợp ý kiến cử tri tham gia vào nội dung kỳ họp.